Mai mốt mà Phi Nhung có chết trước chứ mình là Phi Nhung có chết trước Nhật Bình là Nhật Bình phải make up cho Nhung. Sợ không? Có sợ là phải làm make up cho Nhung nó trước rồi đó, tôi dặn trước rồi đó. Em chết em nghĩ em chết em cũng đẹp lắm á. Tại vì em chết em chết khoảng chừng 50-60 chết được rồi. Đâu là không biết bỏ mấy các con của Phi Nhung lại cho ai nữa. Coi như là Phi Nhung tâm sự chút xíu nha. Phi Nhung tưởng tượng lúc nào mà Phi Nhung mà chết á, là các con của Phi Nhung là toàn là các chú tiểu, rồi mai mốt là các chú tiểu tà thành mấy quý thầy chắc đứng xung quanh mẹ. Rồi chắc chết lắm. Khùng quá. Này là đánh gì gọi là gì, đánh rỗi sinh ông nội. Mà cũng có ước mơ chứ, chết mà phải có ước mơ chứ. Ước mơ chết đẹp chứ. Hôm nay là cái cấp là không được mẹ quá. Thật ra là cũng không có nói gì. Bà chỉ nói chuyện với khán giả thì mà quay vậy thôi. Hôm nay cũng phải quay. Là người sống phải thẳng ngay, đừng gieo nên tội, biết trách ai sau này, trách chính thân mình, vì sao gieo nỗi sâu. Không ai được khóc hết mà phải mặc đồ thật đẹp. Chị Kiều Duyên có
như vậy phải mặc đồ thật là đẹp, không có được khóc. Giống như má. Mặc giống như má chị Kỳ Duyên hồi còn trẻ vậy đó. Rồi cái mà mẹ của Nhật Bình nó mới kể cho mẹ nghe thì mẹ của Nhật Bình nói là mai mốt mà tao có chết đó thì tất cả mọi đứa con không có được khóc mà phải làm cái đám tang như vậy á, đơn giản như vậy á, để tao đi cho nó thoải mái. Thì nói xong thì Nhật Bình, mẹ của Nhật Bình kêu là đi về ăn cơm. Xong mẹ Nhật Bình nói là đã chiều nay con làm make up cho Phi Nhung xong rồi con về con ăn luôn. Thì 5 giờ là Phi Nhung hẹn Nhật Bình là 4:30 hả? 6 giờ thì khi mà Nhật Bình mới nói là để đợi làm cho Phi Nhung xong rồi Nhật Bình về. Thì khi Phi Nhung qua 6 giờ, Phi Nhung qua Nhật Bình thì bắt đầu hai đứa mới ngồi nói là qua cái đám tang của mẹ chị Kỳ Duyên rất là đẹp mà rất là sang trọng, ai cũng thích đó, yeah, ai cũng thích. Xong rồi mẹ của chú Bình cũng nói chứ, chú Bình cũng kể, Nhật Bình cũng kể là mẹ của Bình cũng muốn mà mai mốt mẹ của Bình có mất đi có gì thì cũng làm giống như là giống như đám ma của mẹ chị Kỳ Duyên vậy đó. Thì đang nói xong cái tự nhiên điện thoại reng, xong Nhật Bình cầm điện thoại lên alo một cái, Nhật Bình đứng im, xong rồi đứng hình luôn mà chưa bao giờ thấy Nhật Bình mà ngạc nhiên một cách mà phản ứng mạnh như vậy. Mà khi Nhật Bình mới có đánh foundation cho Phi Nhung thôi chứ chưa có làm hết, mới có đánh cái mặt thôi, cái nền thôi. Xong rồi cái Phi Nhung tò mò biết không, Phi Nhung tò mò nói chứ ủa sao mình nghe cái phone gì mà sao phản ứng mạnh mà không cho Phi Nhung biết. Xong rồi cái Nhung mới hỏi Nhật Bình, cái Nhật Bình nói chứ mẹ Bình chết, trời ơi giống như là chơi hai đứa đứng hình luôn đó, giỡn hay thiệt vậy. Tưởng nó nói chơi không, tưởng nó nói chơi thôi, anh không gọi không nói chơi không mà nói, ủa mà sao nói chơi gì, không lẽ nói chơi gì mà nó chơi kỳ cục vậy, không tin luôn. Trời ơi Nhung đứng hình luôn mà Nhật Bình cũng vẫn làm make up cho Phi Nhung cho xong rồi mới đi về. Thiệt không có tưởng tượng ra được á, đó là các bạn thấy ghê không, không có tưởng tượng mới ra được rồi, mới đó mà mất đó luôn á. Tới bây giờ Phi Nhung vẫn còn ám ảnh á, nên Nhật Bình mất mẹ được bao nhiêu ngày mà mấy người khóc quá trời kìa, mất được mười mấy ngày rồi đó. À cũng cái show đi phải không, đi Bình Phước đúng không? Bình Phước à Đồng Nai, hình như Đồng Nai có Đồng Nai đó. Đồng Nai là tối 31 đúng rồi, tối 31. Tối 31 là ngày cái gì đó, giao thừa giao thừa đêm giao thừa. Mà Nhung biết không, mẹ Bình với nhà chị Duyên có nhiều cái giống nhau lắm, hai bà sanh cùng tháng cùng năm và mất cùng tháng cùng năm. Đó là chứ Nhật Bình nói là mẹ của chị Kỳ Duyên với mẹ của Nhật Bình là sanh cùng tháng cùng năm và bây giờ chết cũng cùng tháng cùng năm luôn. Wow. Mà đang nói chuyện xong điện thoại gọi tới nói mẹ chết, trời ơi wow, mọi người khóc quá trời nha. Hai bà rủ nhau đi. Mà Nhật Bình rất là cứng rắn nha, coi như là im lặng để mà làm cái mặt cho Phi Nhung đẹp thiệt đẹp rồi bắt đầu mới đi về nhà. Trời ơi, còn Nhung thì không có tâm trí gì để coi thử mình đẹp hay mình xấu nữa. Mà cảm giác cũng như là cảm giác giống như là feel bad, tại sao mình có mặt ngay tại chỗ để mà chứng kiến. Dính với chú Bình là nhiều chuyện rất là lạ. Không mà không có tưởng tượng được luôn á các bạn. Mới nói chuyện đó. Mới nói chuyện với mẹ hồi sáng hồi trưa. Rồi nói để làm make up cho Phi Nhung xong rồi con về ăn cơm. Rồi chưa kịp về mẹ chết mất. Mà mẹ Bình chết á, quý vị là không có bị bệnh, không có gì hết nha. Lên trên lầu thắp nhang xong rồi xong thay đồ xong mà chết luôn à. Thấy mệt quá ngồi bệt xuống rồi đi luôn. Nè, ngồi bệt xuống rồi đi luôn vậy đó các bạn. Cái đó cũng là cái phước của mẹ Bình. Rồi đứa nào cũng khóc kìa. Thôi bây giờ nói chuyện vui đi. Thôi giờ nói chuyện vui đi.